Ngon quá ta. Sắc ngò bỏ vô. Mịn mịn đi cho nó thơm. Nấu ngon quá. Sao mình nấu ngon quá ta? Hình như nó hơi thiếu thiếu cái gì á. Thiếu gì ta? Thử lại cái đi. À, tiêu. Mình bỏ tiêu. Đợi đi lấy tiêu mới được. Trời ơi, quên mất tiêu. Thiệt tình chứ. Rồi luôn, khét ngạt luôn rồi. Quên tắt lửa. Sao ta? Thiệt tình chứ. Sao trời, cái mùi khét ngẹt hả? Chắc đổ bỏ luôn quá. Tức thiệt chứ. Chết bà không? Thôi, nó hơi khét khét. Không biết ông Thức hôm nay có nhận ta. Anh Thức ơi. Anh Thức. Anh Thức. Dạ. Gì vậy? Nó nghe nè. Ờ, nó nghe nè. Em nấu dạ. Cháo hôm nay đãi anh ăn nè. Đu. Nấu cháo gà. Cháo gà luôn. Nấu cháo gà. Nè, ngon, thơm anh. Thử coi, ngon lắm luôn. Nhà anh thấy có cái mùi gì kỳ kỳ á. Có đâu, anh thử coi. Cái mùi đâu, hơi khét thôi à. Khét ngẹt luôn anh. Thì... Sao vậy? Hồi nãy đó em quên tắt lửa, em đi lấy tiêu. Em đi vô trong nhà em lấy tiêu, đi ra cái nó khét luôn. Có mùi thì sao anh? Chắc đồ bỏ hả? Được không? Ăn được không? Mà sao nấu cháo không đi ra vớt con gà vô trước khét con gà luôn rồi nè. Đó. Trời ơi, dính con gà vô luôn nè. Em định bỏ tiêu vô là trời em tắt ơi, lửa. Khét con gà luôn rồi nè. Hả? Rồi sao anh? Thôi không? Ăn được không? Khét thôi được không? Luôn rồi. Đâu em, anh thử lại nãy giờ. Thôi gần luôn hả? Thôi gần nè. Chắc đổ bỏ đi. Ừ. Sao trời. Ngon quá à nhưng mà hấp dẫn mà. Thôi thôi thối hơn gì đó. Đó trời cho cái chị và đồ khác nè. Anh có biết một cái cách chị đồ có khác nè. Ừ đơn giản luôn. Bán mùi một hết chưa. Không có còn luôn. Dễ. Ngày xưa anh biết là ngày xưa ở dưới quê anh hay nấu cơm củi không? Đúng rồi. Ngày bị xưa khét á. Ừ đúng. Anh có cách làm hết khét 100%. Wow. Em ngồi đây chờ đi. Trời ơi nói tưởng tốt lành kêu đi ăn gà cuối cùng nói nào cháu khét mới kêu. Bởi vậy. Quên hồi nãy quên tắt lửa. Trời ơi. Chờ chút xíu nha. Rồi ok. Đó như lấy đồ. Không biết có không. Đợi ổng chút đi. Của tôi uổng có đồ cháo thì chứ ngon lắm á, em đêm ngon lắm á anh, nhưng mà bị hơi hôi hả, buồn quá. Hôi vậy, hôi vậy, hôi không thèm nấu, đi vô lấy keo tiêu cho tiêu mà khét. Vậy đặt ba cho tiêu bỏ đi cho hết giận.
Đùa thiệt chứ. Nè, để ta, cái cách này là cái cách khắc phục mùi khét là 100% hết luôn. Ủa là sao? Là anh thấy than là anh nấu lại cái gì? Có, sao lấy nồi ra làm gì nữa? Hả? Nấu lại hả? Sao em tài lanh vậy? Bởi vì là giỏi lắm mà, tài lanh lắm mà nấu cháo khét. Trời ơi trời. Sự cố. Đại gia đình ơi. Sự cố, sự bữa nay Liên Ngô đã nấu cháo bị khét rồi đại gia đình ơi. Ngon lắm á, nhưng mà hơi khét rồi quên tắt lửa. Quên tắt lửa. À, để anh chỉ cho em đi, nhưng cũng như đại gia đình đi. Đại gia đình ơi, ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho Liên Ngô cũng như là đại gia đình á, thì ai mà biết rồi á thì coi video chơi cho vui, còn ai mà chưa biết á thì có thể là áp dụng cái cách này để mà khắc phục những cái mà đồ ăn mà bị khét dưới đáy á, cái nồi á, nấu cơm nè, cháo nè, hoặc là kho thịt kho nào bị khét á. Đúng rồi, thì làm theo cách này nó sẽ hết, em quên á, nó sẽ bán mồ hôi liền. Rồi em lấy lùi giục cái than vô nồi cháo em nấu đi. Thiệt không? Nó chơi vậy thôi. Dù thiệt á, ngây thơ lắm đó. Nè, à, cái cách rất là đơn giản. Sao vậy? Tại vì cái nồi đó nó đã khét rồi. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng một cái nồi khác. Cái nồi, à, anh muốn cắt cái nồi. Xong mình lấy giấy nè. Chỉ nha đại gia đình, để mình chỉ đại gia đình luôn nha. Lấy khoảng 2 miếng giấy đi, 2-3 miếng gì đi. Lấy giấy lót hả? Nè, lấy giấy, rồi lấy than. Bỏ vô giấy nè, khoảng 2 cục nhỏ vậy được rồi, 2 cục thôi đại gia đình, khoảng 2 cục lớn vậy nè, xong mình sẽ gói lại. Gói lại để nó dặn vô đồ ăn, than dặn đồ ăn cũng nguy hiểm nè. Gói lại xong mình để vô chén, nhớ là phải gói lại nha, để thôi là nó sẽ bị dặn vô đồ ăn đó. Đó, mình sẽ gói kín cục than lại đây, kín như đây. Rồi. Rồi sao? Rồi con gà. Sao? Sớm cái nồi cháo qua bên cái nồi đại cam đi. Nóng không? Không, bây giờ là anh bưng con gà trước đi nha. Để anh vớt con gà lên cho. Vớt con gà lên trước đi. Ừ, coi chừng nha, coi chừng nha. Cái đũa rồi. Đó, có đũa luôn. À, sao mình vớt gà ra cái mâm đi. Ồ, có cái mâm, trời ơi. Cái mâm để làm gì không biết nữa. Bởi vậy, bởi vậy nói rồi, những cái pha lý mà pha mà xử lý cầm cần á là của Liên Ngô. Đó. Khoan, em lấy cái này ra cái đã. Ừ, con gà quá ngon luôn trời. Gà tươi luôn mà cứu nó vàng dưới đây luôn. Trời ơi, con gà mà nó vàng dưới đây luôn. Thơm, thơm mùi khét à. Thơm, thơm. Mùi khét mà thơm nè. Lấy con gà ra. Sao nữa? Nóng quá. Sao con gà? Wow. Trời, trời nè, khét tới cánh luôn nè. Khét cái chân. Trời ơi, trời đâu biết chữ, nấu cháo bị khét. Nè, xong em đổ cháo ra, để anh đổ ra. Để em biết đi. Bán biết rồi, rồi đổ ra đi. Trời ơi, là tại em muốn quậy cái đít trời. Trời ơi trời, nè đại gia đình ơi, Liên Ngô mà nấu cháo mà cái nồi nó khét vậy nè. Đó mọi người. Là không có quậy nữa nha. Ờ, nếu mà bị trường hợp này là không quậy nữa. Nè. Trời ơi trời. Nó đen nè. Đại gia đình ơi, Liên Ngô nấu cháo mà đen có rất gì nè. Quá hay luôn. Không, quên tắt lửa thôi, sự cố thôi, sự cố quậy muốn. Thấy không? Là nó cái mùi mà cái mùi hôi trong cháo á là nó bị cái mùi khét này lên nè. Ờ, vậy là xong rồi hả anh? Xong rồi xong. Gà hôi luôn rồi. Để gà vô luôn. Anh đâm gà quen. Đó, để gà vô. Thấy cưng dễ sợ không? Mà hả học nhớ. Rồi xong á, mặt lửa lên đi. Đó, nhà, lửa nhẹ nhẹ được rồi, vui vui chút xíu thôi. Ờ, vui vui thôi. Ừ, vui được rồi. Để em kiếm chỗ anh nhét nè. Rồi, vui vui chút chút được rồi, rồi rồi nhỏ nhỏ được rồi. Cho nó lên hơi được rồi. Rồi nhỏ. Nè, chỉ không? Nè, trên đây ta chỉ cho nè. Rồi, để cái chén than hồi nãy vô. À, cái chén hồi nãy đó. Ừ. Rồi xong đậy nắp là... lại. Ủa, cái để lửa vô vô thôi, là một chút xíu thôi là dở ra sẽ hết mùi liền. À, là... tại vì cái than á nó có cái vai trò là hút ẩm, nốt ẩm với nó khử được mùi hôi. À, than này có thể em để vô mà cái tủ lạnh mà bị hôi á, em để vô tủ lạnh cũng hết hôi mùi luôn. Vậy nha, cuốn lại, cuốn lại hay là giấy thôi, cuốn giấy đi mới ổn. Giấy báo thì cũng được. Ừ, đúng rồi.
đó, để chút xíu đi rồi là dở cái nồi cháo ra, bảo đảm ăn cơm phức bình thường. Ủa mà nấu cơm khác cũng để được hết luôn đúng rồi, nấu cơm khác nè, thịt kho nè, đều được hết. Đấy, giờ nói thấy cái cách này của mình sao đây rồi, có hiệu quả không? Nếu mà có hiệu quả thì bấm like cho mình nha, còn không hiệu quả thì đại gia đình hãy comment bên dưới cho mình. Ơi nãy giờ lâu rồi đó anh ơi, 1 phút luôn rồi đó, được chưa anh? Chưa được 5 phút nữa, chắc được rồi được cái rồi. Này chút xíu à là nó sẽ hết rồi. Vậy tắt nha. Hả? Tắt nha rồi. Trời ơi. Ừ. Hết mùi thôi thấy không? Ơi cái mùi em ngửi hết rồi. Vậy hả? Hết rồi. Ok chưa? Để lấy cái chén than ra. Ừ anh lấy ra đi. Đó. Ơi, để em thử lại. Ừ. Thử lại. Ơi, hết rồi, hết mùi rồi. Hết luôn á, ngon quá vậy. Ngon rồi anh ơi, hết rồi, hết mùi khét này. Hết mùi khét rồi đó. Thơm lại rồi đó. Im không? Thiệt anh mà, thiệt luôn á. Ủa, cách nào dạy anh vậy? Hả? Cách nào dạy anh vậy? Ông nội anh lúc còn sống không chỉ anh đó. Vậy hả? Ừ. Anh giỏi quá. Ừ. Trời ơi, thấy không? Được, từ cái nồi cháo mà hư rồi anh có thể là sửa lại cái nồi cháo bình thường. Thơm. Không còn khét nữa, đúng rồi. Hay, hiệu quả. Im không? Vậy bây giờ mình nhắc con gà ra đi. Mình ăn cái nồi cháo này thôi. Trời ơi, đã vậy nên tự nhiên mình chỉ xong mình ăn được nồi cháo im. Ngon. Xuất sắc luôn anh ơi. Trời ơi. Tới tay con bà bảy luôn. Ồ, thấy cứng quá gà kìa. Cứng không? Thấy không? Hết sạch mùi luôn bộ. Sắc luôn. Im ngon. Hết mùi. Ok chưa? Ok ngon. Đại gia đình ơi, mà đại gia đình cùng ăn gà luôn nha. Mình mời gia đình nhé, ăn gà cùng ly. Cảm ơn tôi chứ. Cảm ơn. Đâu phải dễ làm cái vụ này đâu. Ông nội anh lúc mà trước khi ông chết là ông dặn dò anh đừng có chỉ lại cho ai đó. Tại bữa nay gặp cái trường hợp này anh chỉ cho em luôn á, em là người đầu tiên anh chỉ đó nha. Hay là muốn ăn cháo gà nó đại đi rồi đặt sao sao. Anh không có, anh không bỏ cái nồi cháo nó mới sợ à. Thôi vậy thôi. Mình dùng đi. Thôi bye bye rồi, tạm biệt đại gia đình nha. Bye bye mọi người. Hẹn đại gia đình gặp lại clip sau. Đừng quên nhấn like, subscribe, chia sẻ nha đại gia đình. Bye bye. Ừ, anh...